Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt trình giả lập Android trên hệ điều hành Windows 11 phiên bản 22.2. Đây, thì trên máy tính của mình đang sử dụng hệ điều hành Windows 11 Pro phiên bản 22.2. Thì đầu tiên để cài đặt thì các bạn hãy tải cho mình cái phần mềm Menu Play. Các bạn có thể tải cái phần mềm này theo đường link mình để ở phía dưới phần mô tả của video này. Sau khi các bạn download về thì các bạn hãy giải lén nó ra. Tiếp theo thì các bạn tiến hành cài đặt. Chọn đường dẫn để cài đặt. Mình sẽ cài đặt vào C Windows Program File 86. Sau đó các bạn nhấn Quick Insert. Các bạn chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy tắt nó đi và khởi động lại máy tính. Và sau khi máy tính đã khởi động lại thì các bạn hãy mở cái trình giả lập Android Menu Play lên. Bây giờ thì các bạn hãy vào mục Setting để chuyển cái giao diện ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bạn chọn Add, bạn chọn Việt Nam. Rồi tiếp theo các bạn hãy remove cái ngôn ngữ tiếng Anh đi. Và cái trình giả lập của chúng ta đã chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt. Và bây giờ thì các bạn có thể vào cửa hàng CH Play. Các bạn đăng nhập vào. Và bây giờ thì các bạn có thể cài đặt những cái ứng dụng Android mà các bạn muốn. Bây giờ ví dụ mình sẽ cài Zing Play chẳng hạn.
nó cài đặt bình thường. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để cài đặt trình giả lập Android trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 11 và phiên bản là 22H2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.